Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hồng Phim. Và ngay sau đây, hãy đồng hành cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và thú vị nhé. Bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà mang đến hai kiểu anh trai cực phẩm mà hầu hết con gái đều muốn có được trong đời. Giữa thời điểm bộ phim đã lên sóng 1/3 chặng đường, Hạ Tử Thu và Lăng Tiêu đã quay trở lại bên Lý Tiêm Tiêm sau 9 năm xa cách. Cùng đặt cả hai người anh trong mơ lên bàn cân xem ai mới là mẫu anh trai lý tưởng của bạn nhé. Mẫu số chung của Liên Minh Xịp Đỏ đều là những anh có mặt tiền ngon nghẻ, hiếu thuận với bố mẹ và yêu thương em gái hết mực. Sở dĩ gọi Tử Thu và Lăng Tiêu là Liên Minh Xịp Đỏ bởi trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, anh lớn anh nhỏ từng được út đẻ Tiêm Tiêm tặng gấp một đôi quần chip đỏ để mặc khi đi thi cho may mắn. Ngoài điểm chung là sở hữu xịp đỏ, cả Tử Thu lẫn Lăng Tiêu còn đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới ngay từ khi còn bé. Năm tháng qua đi, anh nhỏ và anh lớn trưởng thành, trở thành những thanh thiếu niên ưu tú về cả tinh thần lẫn thể chất. Song những phẩm chất tốt đẹp cùng với bản tính của cả hai qua bao năm tháng vẫn không hề thay đổi. Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu ở trường học hay ở ngoài xã hội có thể trông rất khôn ngầu với thành tích học tập, thể thao đỉnh cao, lại hay làm việc nghĩa, nhưng khi về nhà hoặc khi ở cạnh những người thân, Liên Minh Xịp Đỏ vẫn luôn là những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết đỡ đần hai bố. Đặc biệt, cả hai đều rất yêu thương và cưng chiều Lý Tiêm Tiêm. Nhưng Lăng Tiêu thì dịu dàng, ân cần và suy nghĩ thấu đáo. Lăng Tiêu là anh cả trong gia đình, một phần do bị chướng ngại tâm lý từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, phần khác là vì mang trên mình sứ mệnh anh cả nên Lăng Tiêu khá trầm tính và có suy nghĩ thấu đáo hơn hẳn. So với Hạ Tử Thu, sự quan tâm của Lăng Tiêu có phần tinh tế và chu toàn hơn rất nhiều. Cụ thể, ngay cả khi còn là một đứa bé, Lăng Tiêu đã biết quan tâm đến cảm nhận của các em. Đoạn cả ba ngồi xem tivi, Lăng Tiêu để ý thấy Tử Thu mặt mũi lấm lem ngồi một mình phía trước thì đã đưa dưa hấu cho em ăn. Tử Thu nhận thức ăn từ anh cả, trong lòng cảm thấy được yêu thương và cười rất vui vẻ. Sau này khi bước sang tuổi 18, Lăng Tiêu luôn biết điều mà người nhà của mình cần. Từ việc để ý em gái đau răng nên ăn gì, kiêng gì, dỗ em gái đi khám răng, mua áo nhỏ có ren cho em gái, cho đến việc đi siêu thị cùng với các em, chỉ mua những đồ thiết yếu thay vì đồ ăn vặt không có lợi cho sức khỏe. Tất cả những điều này cho thấy Lăng Tiêu là người có xu hướng để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, đồng thời cũng là người thực sự trưởng thành, có thể gồng gánh trách nhiệm, biết điều thật sự tốt cho người thân. Còn Hạ Tử Thu thì năng nổ, nhiệt huyết, tuy hay kém về IQ nhưng dư sức chân thành. So với anh cả dịu dàng và chu toàn, anh nhỏ Hạ Tử Thu là kiểu nhiệt huyết năng nổ, ruột để ngoài da, ghét hay thích đều thể hiện ra mặt, nghĩ gì nói đó, có sao nói vậy. Cho nên, đôi khi sẽ khiến người đối diện rơi vào trầm tư. Còn nhớ năm xưa khi Tề Minh Nguyệt tặng đồng hồ cho Hạ Tử Thu, anh nhỏ không hiểu tâm ý của Minh Nguyệt rồi nghĩ Lăng Tiêu hợp đeo đồng hồ nên đã đưa quà của mình cho anh lớn. Nói như Lăng Tiêu thì Hạ Tử Thu quá ngốc nên mới không hiểu cái gì, còn theo lời cộng đồng mạng thì anh nhỏ ế là nhờ thực lực. Tuy IQ hơi thấp một chút nhưng đổi lại với kiểu người đơn giản không cầu kỳ như Hạ Tử Thu, sự chân thành của bản thân là điều được phơi bày ra trước mắt. Từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau dưới một mái nhà, chỉ cần Tiêm Tiêm thích, Hạ Tử Thu ngay lập tức chiều em. Từ đồ ăn vặt đến những suy nghĩ không giống ai của em gái, Hạ Tử Thu luôn ủng hộ và nhường nhịn, cưng chiều, bất chấp việc bản thân chịu thiệt thòi. Thực tế, muốn hiểu được ý nghĩa thật sự sau những hành động của Lăng Tiêu thì chỉ cần thời gian suy ngẫm. Chưa kể nhiều khi sự chu đáo và mềm mỏng của anh lớn sẽ khiến người không liên quan bỗng nhiên lêu xêu đổ cái dầm. Đối với Hạ Tử Thu, anh nhỏ chỉ có một mục tiêu chính là nếu thích ai, thương ai thì dành tất cả nhiệt huyết thanh xuân để quan tâm, chăm sóc, cưng chiều người đó hết mực. Trong mắt chỉ có người đó thôi. Mà kệ người khác nói mình ngốc nghếch, chê mình ế nhờ thực lực. Có điều dù là Hạ Tử Thu sốt sắng hay Lăng Tiêu điềm tĩnh thì khi yêu cũng đều rất bất thường. Sau 9 năm xa rời bố Lý để giải quyết việc gia đình cá nhân, Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đã quay trở về nước. Lúc này cả hai đã lớn và xác định được tình yêu của bản thân dành cho em gái. Dù cả hai anh đều có IQ cao là thế, nhưng chỉ trong thời lượng 2 tập phim lên sóng, Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu đã cho khán giả thưởng ngoạn không biết bao nhiêu pha xử lý tình huống đi vào lòng đất. Tiêu biểu nhất phải kể đến màn tưởng tượng nhầm ngược Tiêm Tiêm là bụng và cảnh hai người anh hùng hổ chạy đến chỗ bố Lăng báo án em gái đi chơi với người yêu. Quả nhiên là lẽ đời, đâu ai có thể là người bình thường khi yêu. Chúng mình là Hồng Phim, các bạn đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật những bộ phim hay và thú vị nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!